Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2019, chương trình sự kiện quanh ta có những nội dung như sau. Nhà xuất bản tự do bị đóng tài khoản vì thách thức sự kiểm duyệt của nhà nước. EU chỉ trích Trung Quốc tiến hành quân sự hóa ở Biển Đông. Trung Quốc thông báo tập trận gần quần đảo Hoàng Sa. Bình luận xã hội với bài viết Người dân tự vệ Việt Nam có địch nổi vùng xám của Trung Quốc của tác giả Phạm Chí Dũng. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam với tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Ba tài khoản ngân hàng của một nhà xuất bản ở Việt Nam được cho là đã bị an ninh ra lệnh khóa bởi vì các ứng phẩm của họ không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền. Ba tài khoản này được đăng ký ở các ngân hàng Vietcombank, VPBank và Eximbank. Ra đời từ ngày 14 tháng 2 2019, nhà xuất bản tự do, một tổ chức có phương châm nói không với kiểm duyệt, lan tỏa tri thức và tôn trọng sự thật gây chú ý với việc phát hành một loạt sách của nhà báo độc lập Phạm Đăng Trang, Chính trị bình dân, Cảm năng nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, cùng một số sách của các tác giả khác có nội dung liên quan đến nhân quyền, tù nhân lương tâm, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Được hỏi có phải vì xuất bản các quyển sách vừa nêu mà đã bị an ninh sách nhiễu chăng? Ông Nam Khánh, đại diện của nhà xuất bản Tự do cho biết, việc nhà xuất bản bị đánh phá tôi cho rằng không phải vì chúng tôi hợp tác với cô Phạm Đăng Trang mà vì tiêu chí không chịu sự kiểm duyệt của nhà xuất bản. Một nhà xuất bản hoạt động độc lập, không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước, thường xuyên bị chính quyền đánh phá là điều không có gì lạ. Gần đây nhất là việc người giao sách của chúng tôi bị an ninh giả dạng mua sách để vay bắt hai lần trong 3 ngày. Các thành viên của nhà xuất bản bị truy đuổi phải bỏ chạy khỏi nơi ở. Lần đó chúng tôi đã mất gần như toàn bộ tài sản có giá trị. Họ quyết chặn nguồn tài chính duy trì và tái đầu tư cho việc in ấn và phát hành sách. Bên cạnh đó, gần như bất cứ tài khoản cá nhân nào được nhà xuất bản tự do mở ra để nhận tiền mua sách và ủng hộ từ bạn đọc đều bị phong tỏa ngay lập tức. Ngoài ra, các hoạt động tặng sách miễn phí của nhà xuất bản tự do trong thời gian gần đây được cho là khiến lực lượng an ninh văn hóa của chính quyền Việt Nam nổi giận và tìm cách ngăn chặn ráo riết. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA vào cuối tháng 7, đại diện nhà xuất bản tự do cho biết sự cai trị độc đoán và kiểm duyệt gắt gao của chính quyền Việt Nam đã dần biến tự do thành một cái gì đó rất xa xỉ đối với người Việt. Vì vậy, mong muốn giúp người dân Việt tiếp cận với kho tàng tri thức mênh mông của nhân loại và vén bức màn sắt đang bao phủ lên đời sống xã hội Việt Nam, cũng như góp phần thúc đẩy một ngành in ấn xuất bản thật sự độc lập. Chúng tôi muốn mục tiêu của mình thể hiện ở ngay từ cái tên của nhà xuất bản, đó là tự do sáng tác, truyền thông báo chí tự do, xuất bản tự do, tự do học thuật, và cái tên nhà xuất bản tự do đã ra đời như chính mục tiêu và lý do mà nó tồn tại. Báo trong nước đưa tin vào ngày 5 tháng 8 2019, trích dự thảo báo cáo của Bộ Công an, tổng kết thi hành pháp luật về dẫn độ. Bộ Công an cho biết, tính đến tháng 5 năm 2019, Việt Nam có hơn 1.200 đối tượng tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài, trong đó có 235 người đã bị Interpol ra lệnh truy nã đỏ. Theo báo cáo, thì tính đến hết tháng 5 năm 2019, có 317 đối tượng có lệnh truy nã đỏ của Interpol lẫn trốn vào Việt Nam. Trong khi đó, thì có hơn 1.200 đối tượng tội phạm trong nước bỏ trốn ra nước ngoài. Tính đến tháng 7, thì Việt Nam là thành viên của 22 điều ước quốc tế đa phương. 11 hiệp định tương trợ tư pháp song phương có quy định về dẫn độ và 12 hiệp định song phương chuyên biệt về dẫn độ. Bộ Công an nhận định số lượng người nước ngoài đến Việt Nam và số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài ngày càng tăng và dự báo số lượng tội phạm từ Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài, tội phạm từ nước ngoài lẫn trốn vào Việt Nam. Người nước ngoài bị kết án tại Việt Nam và ngược lại có xu hướng gia tăng. Do đó, Bộ Công an kiến nghị Quốc hội sớm ban hành đạo luật chuyên biệt về dẫn độ trên cơ sở tách quy định về dẫn độ trong luật tương trợ tư pháp vào năm 2007, xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả trong hoạt động dẫn độ và xác định, phân định lại cơ quan quản lý nhà nước về dẫn độ. Riêng về luật tương trợ tư pháp 2007, thì Bộ Công an đánh giá nhiều quy định không phù hợp với các điều ước quốc tế có quy định về dẫn độ, cũng như không phù hợp với thông lệ pháp lý quốc tế. Nhiều trường hợp chưa được quy định trong luật, dẫn đến việc các cơ quan có thẩm quyền khó khăn lúng túng trong xử lý vẫn là tin Việt Nam. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vào ngày 5 tháng 8 cho biết, thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 Quifa đã khiến hàng chục người chết và mất tích. Nhiều nhà cửa bị sập và sạt lở tại nhiều tỉnh khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Báo cáo trong ngày 5 tháng 8 cho biết, có 5 người chết và 13 người mất tích tại Thanh Hóa, Bắc Cạn và Điện Biên. Nhiều tỉnh thành phố Hưng Yên, Hà Nội và Thanh Hóa do mưa lớn kéo dài đã xảy ra 4 sự cố sạt lở đề tại khu vực sông Hồng, sông Đáy và sông Mã. Trong khi cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh khu vực miền Bắc, thì tại khu vực biển phía Tây cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ khi sóng lớn đánh sập hàng trăm mét đê biển, nhiều hộ gia đình bị ngập trong nước. Tính đến ngày 4 tháng 8, thì các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, thiệt hại do gió mùa Tây Nam làm gần 600 căn nhà bị sập và tốc mái, gần 400 cây ăn quả bị đổ gãy và sạt lỡ bờ sông, bờ biển tại Sóc Trăng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp các thông tin tình hình thời tiết, và cảnh báo khả năng tiếp tục xuất hiện lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ, do bão và các diễn biến bất thường khác để người dân và các cấp chính quyền chủ động ứng cứu kịp thời. Tiếp theo là tin về Biển Đông. Trung Quốc đã phong tỏa một phần Biển Đông trong tuần này để huấn luyện quân sự. Theo hãng tin Mỹ AP cho biết, bản tin của AP nói Cục Hải sự Trung Quốc mới đây thông báo nước này tiến hành tập trận trong cả ngày Chủ nhật 4 tháng 8 và nửa ngày thứ ba 6 tháng 8 tại một khu vực gần những thực thể do Trung Quốc kiểm soát tại quần đảo Hoàng Sa. Các báo lớn trong nước trong đó có thanh niên VN Express, đã đăng tin vào hôm 5 tháng 8 nói rằng Cục Hải sự Hải Nam của Trung Quốc ngang nhiên đăng hai thông báo trong cùng ngày với nội dung cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 6 đến 7 tháng 8. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và mạnh mẽ phản đối hoạt động hải quân của các quốc gia khác trên vùng biển này. Báo cáo Việt Nam vào hôm 5 tháng 8 nhắc lại rằng, Việt Nam luôn kiên định phản đối các cuộc tập trận và những hoạt động phi pháp khác của Trung Quốc ở Hàng Sa, đồng thời khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này. Các bản tin trên báo chí trong nước cũng dẫn lại lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đã phát biểu vào hồi tháng 3 rằng, việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở Hàng Sa cũng như có kế hoạch xây dựng đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng trở thành thành phố căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược quan trọng của Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển của Việt Nam và Trung Quốc. Biển Đông, tuyến đường thủy, nơi lượng hàng hóa đi qua hàng năm được ước tính lên đến 5.000 tỷ đô la, đã trở thành một điểm nóng an ninh toàn cầu, chủ yếu do Trung Quốc ngày càng lớn tới để khẳng định chủ quyền của mình. Vừa rồi là phần tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Hoạt động quân sự hóa Biển Đông đang đe dọa hòa bình tại khu vực có tranh chấp giữa các bên đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Federica Moragini. Nhân chuyến thăm đến Hà Nội vào ngày 5 tháng 8, hãng AFP loan tin cho biết bà Federica Moragini đã nói rõ Liên minh châu Âu quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực Biển Đông. Cũng theo quyền văn lời của bà Federica, thì hoạt động quân sự hóa chắc chắn không dẫn đến một môi trường hòa bình. Bà nhắc lại, ủng hộ của quyền tự do đi lại, tự do hàng không trên biển và ủng hộ tiến trình hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC và tôn trọng Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982. Trung Quốc vào ngày 5 tháng 8, lần đầu tiên để đồng nhân dân tệ của mình suy yếu hơn ngưỡng tỷ giá 7 tệ đổi một đô la Mỹ sau hơn một thập niên và sau đó nói rằng họ sẽ ngừng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Lèo thang chiến tranh thương mại ngày càng trầm trọng với Mỹ. Việc làm suy yếu nhân dân tệ 1,4% diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chán ván cho thị trường tài chính khi tuyên bố sẽ áp thuế quan 10% đối với 300 tỷ đô la hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại từ ngày 1 tháng 9. Ông Trump vào hôm thứ Hai đã lên Twitter cáo buộc Bắc Kinh là nước thao túng tiền tệ. Ông không tiết lộ bất kỳ phản ứng cụ thể nào của Mỹ. Một số nhà phân tích cho rằng bước đi này của Trung Quốc có thể mở ra một mặt trận mới đầy nguy hiểm trong chiến tranh thương mại, một cuộc chiến tiền tệ. Việc đồng nhân dân tệ lao dốc đã làm rúng động thị trường tài chính toàn cầu. Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Người dân tự vệ, Việt Nam có địch nổi vùng xám của Trung Quốc của tác giả Phạm Chí Dũng. Bài viết được đăng trên trang blog VOA vào ngày 5 tháng 8, 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bị lùa vào trong vùng sáng, màu xám bạc trên chết, nơi đầu 7 tỷ chính. Các tàu tuần tiểu nhỏ của Hải quân Việt Nam và cả lực lượng ngư dân tự vệ đi cùng đang rơi vào một tình trạng giàn xé cực kỳ khó chịu và khó gỡ. Chiến thuật vùng xám của người đồng chí tốt Bắc Kinh Màu xám trên chết Theo định nghĩa của giới chuyên gia quân sự, chiến thuật vùng xám hay còn được gọi là những hành động dưới ngưỡng chiến tranh, tức là không sử dụng hải quân mà thay bằng những lực lượng quân sự hoặc bán quân sự trả hình, tiến hành các hoạt động trên biển nhưng không vượt qua một giới hạn nào đó để không kéo theo phản ứng quá mạnh từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngoài loại hình tàu hải giám và tàu dân quân biển, Tàu thương mại dân sự cũng là một thành phần nằm trong chiến thuật vùng xám sau hiểm ấy của Trung Quốc. Khi cái màu xám chênh chết của nắng chiều đang ngã sang màu tối trong tiết hè nóng nực, nén bão năm 2019, hiện tượng ngày càng nhiều chấm đen, lấm tấm của các tàu dân sự lãng vãng xung quanh tâm điểm là tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 ở khu vực 749. Cùng với hiện tượng đảng Anh, Trung Quốc, điều động thêm tàu nghiên cứu vào khu vực này và cho tập trận máy bay Su-35 trên Biển Đông chẳng hề phát ra tín hiệu tốt lành nào mà có thể khiến đảng em Việt Nam kê cao gối ngủ ngày. Đã rất rõ là phía Trung Quốc đang chơi một trò rất khó chịu, chiến thuật dân sự, quân sự hỗn hợp. Một tổng kết của giới nghiên cứu cho biết vào năm 2014, loại hình tàu thương mại dân sự cũng đã xuất hiện trong vụ giàn khoan HD981, để cùng với các tàu hải giám tham gia trực tiếp chặn đường, ngăn cản các tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan. Còn theo dữ liệu của các nhóm nghiên cứu C4ADS tại Mỹ, đã có tới khoảng 30 tàu thương mại dân sự được cho là hiện diện quanh giàn khoan HD981 hồi năm 2014. Trong đó, chỉ có 10 tàu có thể xác định danh tính. Báo cáo được đăng trên trang của Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế CIMSEC đã cho biết, có ít nhất 3 tàu thương mại quốc doanh Trung Quốc tiến hành cái hành vi phun nước, đâm va và, và rượt đuổi các tàu Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam. Theo dõi được đi của các con tàu cho thấy, Chúng phối hợp với nhau, cũng như phối hợp với các tàu Trung Quốc khác trên thực địa. Việc Trung Quốc sử dụng tàu thương mại dân sự và tàu dân quân biển trong chiến thuật vùng xám, cho thấy nhiều khả năng Bắc Kinh muốn kéo dài vụ xâm phạm bãi tư chính. Còn kéo dài tới bao lâu thì còn tùy thuộc vào số yếu tố như Trung Quốc có đạt được mục đích hoặc một phần mục đích gây áp lực, buộc Việt Nam phải chi bôi tài sản dầu khí khai thác được. Yếu tố về mức độ phản ứng của Việt Nam, yếu tố phản ứng của quốc tế, đặc biệt là của Mỹ đối với Trung Quốc. Vậy Việt Nam có gì trong tay để đối phó với vùng xám? Lực lượng ngư dân tự vệ Trên phương diện giấy tờ, chính thể Việt Nam xem ra chẳng thiếu thứ gì. Và ở mức độ dưới ngưỡng chiến tranh mà chưa cần thiết phải nổ súng vào tàu Trung Quốc, Việt Nam cũng có lực lượng ngư dân tự vệ của nó. Trong một lần hiếm hoi, lực lượng dân sự có một chút dân quân trên đã được Đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA đề cập trong bài Việt Nam tăng cường lực lượng ngư dân tự vệ để đối phó với Trung Quốc của tác giả Ralph Jennings vào tháng 4 năm 2018. Bài này cho biết lực lượng ngư dân tự vệ đã được tăng cường trong năm 2009, khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Theo một nghiên cứu năm 2017, của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajamatham ở Singapore, 13 đội ngư quân của Việt Nam yếm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chủ đảo này thuộc chủ quyền của mình hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại theo nghiên cứu của Singapore Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân những người có tàu công suất lớn hiện đại thường là các tàu thép mở rộng phạm vi hoạt động theo nghị định này các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu đô la để nâng cấp khoảng 400 tàu nhưng trong thực tế chính thể Việt Nam đã làm được gì cho lực lượng ngư dân tự vệ và sử dụng lực lượng này có hiệu quả hay không. Sự thật trần trụi và đau đớn Mặc dù cảnh tượng côn đồ và giết người của tàu Trung Quốc đối với người dân Việt Nam đã xảy ra từ nhất nhiều năm và đặc biệt từ năm 2011 trở đi, nhưng phải đến tháng 6 năm 2016 mới lần đầu tiên xuất hiện một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới người dân, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề cập một cách bình thản hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn với hơn 2.300 người dân thương vong mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua. Ngay cả thời gian gần đây, khi Việt Nam có một chút chút nhích từ tư thế đu dây sang giữa Mỹ đối trung. Một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chấp bu Việt Nam đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt, phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của người dân Việt bị bắn giết bởi tàu Trung Quốc. Một Việt Nam đương đại đang hiện ra trên bản đồ thế giới với cầu chăm ngồn, người dân bám biển hải quân bám bờ. Từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lao vào án ngữ ở Biển Đông năm 2014, khiến hàng ngàn tàu cá của người dân Việt phải chịu cảnh nằm bờ treo niêu. Cho tới nay, lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn không có động tác thực chất và hiệu quả nào để hộ tống người dân ra khơi, như cách người Philippines và người Nhật đã làm đúng thiên chức, quân với dân như cá với nước. Không những tư thế bám bờ, vẫn kiên định một cách phủ phục đến khó tưởng tượng nơi quân chủng hải quân và cảnh sát biển. Những hứa hẹn của chính phủ cho người dân vay tiền đóng thầu sắt từ giữa năm 2014 đã trôi ngược lên Trung Nam Hải. Sau một thời gian tuyên truyền, lẫn tuyên giáo như thể nhà nước sẽ làm tất cả cho người dân của mình. Một lần nữa, trong rất nhiều lần, người dân lại mất nốt những hy vọng xót xa còn lại. Bị giới ngân hàng chỉ biết còn đảng, còn tiền. Bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời. Chỉ có khoảng 10% người dân được giải ngân nhiều người dân khác đã phải nuốt giận, rút hoặc hủy hồ sơ cho vay vốn. Kết luận thật đáng trách. Lực lượng ngư dân tự vệ của Việt Nam không chỉ phải chịu rủi ro nguy hiểm từ tàu không rõ quốc tịch, mà còn bị chính những người cùng quốc tịch lừa gạt một cách không thể nhận tâm hơn. Bởi ngay cả những người dân vay được ngân hàng và được ngân hàng giải ngân để đóng tàu sắt để đối phó với tàu cá và tàu hải giám của Trung Quốc cũng bị chính những doanh nghiệp đóng tàu lừa gạt bằng vỏ thép Trung Quốc vào năm 2016. Bất chấp Nghị định 67 của Chính phủ Việt Nam về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời, mà được kỳ vọng sẽ giúp ngư dân thực hiện giấc mơ đóng tàu to, hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày. Đã có đến vài chục tàu vỏ thép của người dân miền Trung, trị giá hàng trăm chục tỷ đồng, vừa đóng mới và đi chuyến biển đầu tiên đã bị hư hỏng, phải nằm bờ. Còn một số cơ sở đóng tàu lại qua cầu rút ván khi xảy ra hậu quả đó. Thậm chí một trong những doanh nghiệp đóng tàu có nhiều dấu hiệu gian dối như thế lại thuộc Bộ Công an. Nhưng cho tới nay, đã chẳng có bất kỳ doanh nghiệp đóng tàu gian dối nào bị truy tố. Về thực chất, kế hoạch đóng tàu sắt của Việt Nam cho tới nay đã gần như phá sản, hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh hàng chục ngàn tàu sắt của ngư dân Trung Quốc được Bắc Kinh trang bị đến nơi đến chốn để ồ ạt đánh bắt cá ở Biển Đông và còn song thẳng vào vùng hải phận Việt Nam trước cơn ngủ ngày của Hải quân và Cảnh sát biển nước Việt. Song vẫn chưa hết. Vào khoảng thời gian hàng đàn tàu Trung Quốc xâm phạm bãi tư chính, người dân Việt không chỉ bị hành hạ bởi kẻ cướp bên ngoài mà còn bởi nội xâm bên trong. Theo quy định mới trong luật thủy sản 2017 và công văn số 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 25 tháng 3 2019, tàu cá có chiều dài dưới 15 m không được ra vùng biển xa bờ mà chỉ được phép khai thác trong phạm vi 60 hải lý. Quy định hành là chính này đã khiến hàng ngàn tàu cá của người dân Việt Nam không thể ra khơi, chủ tàu phải chịu lỗ, còn người dân thì mất việc. Vậy thì lấy đầu ra tinh thần và vật chất cho lực lượng ngư dân tự vệ để lao thuyền ra biển Đông đối đầu với hàng ngàn tàu sắt kiên cố của Trung Quốc. Hay lại, chống ngập bằng lưu, chống giặc bằng cờ. Theo lối chính quyền phát miễn phí hàng chục lá cờ đỏ sao vàng cho những người dân đang muốn bục bạc vì lo lắng và sợ hãi. Vừa thuyết mị, vừa gây áp lực, buộc họ phải xông lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc, những quan chức cao cấp của đảng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng vẫn uống mình sang Bắc Kinh, triều kiến và học hỏi về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lẫn cái vùng xám của đại cục ở Biển Đông. Công bộ giao thông vận tải thì ra sức cổng rắn cản gà nhà, bằng cách mời mọc và bảo vệ cho nhiều chục doanh nghiệp Trung Quốc tấn công vào mảng xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam và có thể cái dự án đường sắt cao tốc chạy từ Sài Gòn đến tận Trung Quốc chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 19 chín giờ phương trâm xin cảm ơn quý vị xin kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau